Hello, chào các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ. Vâng, bây giờ là 7 giờ 7 phút. Đây là con Flycam DJI Mini 3 Pro. Đó. Có hai cảm biến phía trước. Và đi kèm với nó là một cái tay cầm DJI RC. Sáng nay tôi sẽ bay test thử khoảng cách xa của con này và thời lượng pin của nó dùng được bao lâu cho các bạn xem. Mở lên. Ok, cất cánh các bạn ơi. Wow, quá là êm luôn. Đó, quá là êm các bạn thấy không? Con này cánh nó rất là êm. Bấm quay phim 4K 30 phim giây. Đi nào. Vâng, tôi đang bay chế độ Sport Mode các bạn ơi. À, xin lỗi, tôi đang bay chế độ N mode normal. Thời tiết sáng nay thì không có được đẹp. Đó, thời tiết sáng nay thì không có mặt trời, không có nắng các bạn ơi. Mặt trời bị mây che rồi, trời nó hơi xám xịt một chút. Vâng, tôi sẽ đẩy độ cao lên khoảng độ 80 mét đi. Rồi. Ok, tôi sẽ duy trì ở độ cao 80 mét các bạn. Bay chế độ normal thì tốc độ là 36 km/h. Những hình ảnh các bạn đang xem có thể nó rất là mờ, là tại vì cái tay Smart Control, cái tay RC này này, tôi record màn hình lại bằng cái app của nó ở trên này thì nó không có được nét lắm, nó chỉ được có 480 thôi. Rất là tiếc. Vâng, lúc xuất phát là pin 98%. GPS là 32. Đó, sóng tay cầm RC là 5 vạch. Đấy, các bạn thấy trời không? Đó, tôi quay lên thì bạn thấy trời này. Trời không được đẹp lắm, xám xịt này. Đó, con này thì cái cam của nó có thể ngóc lên trên tới 60 độ. Đó, ngóc tút lên trên cao này. 60 độ này. Wow, qua mưa bên dưới ẩm ướt. Vâng, 1.300 m rồi các bạn ơi. Mình kiểm tra bản đồ xem. Vâng, đây đang bay. Đây. Đây là con Mini 3 Pro. Vâng, có thể quay 4K 60 frame giây tối đa. Và hình ảnh truyền về trên tay cầm này thì nó rất là rõ, rất là đẹp. Full HD 30 frame giây. Tuy nhiên cái phần record màn hình của nó quá kém các bạn. Và tôi không biết là cái này có cài được cái app để record màn hình tốt hơn hay không. Vâng, chuẩn bị 2.000 m rồi. Vâng, 2.000 m thì pin còn 85%. Đó, con này có thể zoom được này. Đó, đây là zoom này, zoom 2x. Đó, vừa bay vừa quay phim vừa zoom. Đó, zoom 2x này. Rất là mượt. Đó, mình zoom bằng cái
cái vòng xoay bên tay phải. Sóng hiện tại RC bây giờ là còn 4 vạch. Vâng, tôi chỉnh hướng anten lại một cái thì nó thành ra là 5 vạch trở lại. Vâng, tốc độ đi khá lý tưởng, 36 km/h, ở độ cao là 81 m. Vâng, tôi bẻ cam cho các bạn nhìn bên dưới. Rất tiếc là thời tiết sáng nay không có nắng, xấu quá các bạn ơi. Vâng, hiện tại tôi đang đứng trên sân thượng chung cư cao 5 tầng, 25 m. Cộng với lại 80 m độ cao này nữa là thành ra là 105 m. Vừa bay vừa quay phim 4K 30 phim giây. Không biết rằng là con này có thể bay được bao xa. Theo hãng công bố thì sóng con này rất là mạnh. Nhưng mà pin thì mình sẽ không đủ đâu. Thời lượng pin thì hãng công bố rằng là cái pin đi theo máy này là sẽ được là 37 phút. Nhưng mà tôi nghĩ không thể nào, không thể nào bay được 37 phút đâu. Vâng, bản đồ. Tôi cũng chưa hiểu rằng là cái bản đồ này nó lấy data từ đâu. Tại vì trên tay cầm mình đâu có sóng, đâu có sim 3G, 4G đâu. Vâng, đã bay được 7 phút rồi. Điện trù thì tôi sẽ bay đến pin khoảng độ còn chắc là 60% đi. Thì mình sẽ cho quay đầu về. 60% thì không biết rằng là được 5.000 m không. Bay được 5 m, 5.000 là cũng là một cái gì đó rất là này nọ rồi nha các bạn. Ok, 4.000 m rồi. Ở đây là tôi đang bay ở hướng Cần Giờ. Khu vực này rất là hẻo lánh, hoang sơ. Các bạn thấy chất lượng video 4K của con này như thế nào? À, sóng RC tay cầm đã có lúc tụt xuống còn 3 vạch một cam rồi. Vâng, tốc độ bay khá ổn định, 36 km/h, đúng theo công bố của nhà sản xuất. 4.500 rồi. Sóng còn 3 vạch các bạn ơi. Vâng, rất là ok về cái sóng này. Và hình ảnh truyền về thì tôi thấy nó rất là mượt luôn. Hình ảnh truyền về rất là mượt, không có bị khựng lắc gì hết. Mặc dù là sóng tay cầm còn 3 vạch màu cam. Không biết các bạn nhìn có rõ không? Tại vì cái recoil màn hình này nó kém quá. Nó recoil được có 480 thôi. Ok, chuẩn bị bước qua cái ngưỡng 5.000 các bạn ơi. Chuẩn bị 5.000. Wow, 5.000 rồi. Thôi, để cho an toàn thì tôi sẽ quay đầu về các bạn. Đó, mình test 5.000 cho vui thôi. Ok, quay đầu về.
quá tuyệt vời. Khi mà mình quay đầu về thì sóng vẫn ok, không có bị tình trạng là chập chờn, rất là mượt. Vâng, lúc đó là pin còn khoảng độ 68%, khá là ổn. Bây giờ tôi sẽ bật chế độ Sport thử các bạn nha. Tôi chuyển qua chế độ Sport. Ok, qua Sport Mode rồi. Qua chế độ Sport Mode thì tốc độ lên tới 58 km/h. Coi như là gấp rưỡi. Đang bay Sport Mode các bạn. Lượt đi thì mình bay Normal, lượt về mình bay Sport Mode. Tại vì tôi thấy pin nó còn khá nhiều. Vâng, ở khoảng cách 4.100m thì sóng tay cầm RC vẫn là 4 vạch nếu mà mình chỉnh, mình để đúng hướng. Tôi đứng chờ nãy giờ đợi nắng nó lên mà nắng nó không có lên. Vâng, khi bay chế độ Sport Mode thì các bạn thấy rằng là cái cảm biến nó bị tắt. Đó, nó báo màu đỏ ở góc phải á. Màu đỏ phía trước và sau, tức là con này chỉ có cảm biến trước và sau thôi. Và nó báo màu đỏ, tức là khi bay Sport Mode thì cảm biến nó sẽ không hoạt động. Quá ổn áp các bạn ơi. Bay rất là tự tin. Vâng, tôi bay 5.000m mà rất là tự tin. Tại vì sóng của nó rất là ok luôn. Đó, và pin cũng vậy. Ban nãy bay là 5.000m, lượt đi là pin còn đấy 68%. Và nó báo rằng là còn bay được 6 phút nữa này. Đó, con này nó không báo thời gian nãy giờ bay, mà nó nói rằng là chỉ bay được 5 phút nữa thôi. Đó, zoom lên thử. Cái này là đang zoom lên. Zoom 2x, ao về. Ok, mình kiểm tra bản đồ coi. Vâng, về hơi bị lệch một chút xíu so với lại lúc đi. Vâng, cái chung cư tôi ở ngoài xa kia, chung cư 5 tầng thì mình rất là khó thấy tại vì nó thấp. Nhưng mà kế bên thì có cái chung cư 22 tầng. Đó, cư 22 tầng ở phía sau lưng, cho nên là mình cứ nhắm hướng đó mình về. Bay Sport Mode được 59 km/h. Đó, con này cam được ngóc lên được tới 60 độ này. Đó, các bạn thấy thời tiết sáng nay không? Thời tiết khá là tệ. Ok, dư thời lượng pin rồi cho nên tôi lượn qua cái cầu Cần Giuộc này cho các bạn xem. Cầu Cần Giuộc, đó, bắc ngang qua sông Cần Giuộc nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ở phường 7, quận 8. Đó, cầu Cần Giuộc này. Mình hạ thấp độ cao xuống một chút. Ok, 50 mấy mét, 56 mét. Bay, đang bay Sport Mode nha các bạn. Đó, cầu Cần Giuộc đẹp không? Rất tiếc là trời sáng nay nó mù mịt, nó không có nắng nha các bạn. Lượt đi thì mình bay Normal 36 km/h. Lượt về mình bay Sport Mode. Đó, 58 km/h. Và quay phim 4K liên tục. Tôi hạ thấp độ cao xuống. Ok, còn có 20 mét.
Vâng, chuẩn bị đón máy bay Lycam về các bạn ơi. Hiện tại bằng mắt thường thì tôi chưa nhìn thấy Lycam đâu. Con này khi bay thì cái đèn của nó, khi có quay phim thì cái đèn của nó sẽ tự động tắt, đèn hai càng trước. Ok, tới rồi. Wow, mạnh quá, spot mode mạnh quá. Wow, mạnh quá, spot mode mạnh quá. Vâng, sau một hành trình pin về tới nơi thì còn 22% các bạn ơi. Đó, sau cái hành trình chinh phục quãng đường là 5.000 mét đi về là tổng cộng là 10.000 mét. Đi về là 10.000 mét thì pin còn 22%. Và thời gian bay nãy giờ là 16 phút. Vâng, 16 phút các bạn à. Và mình quay phim, mình record được 16 phút, còn quay phim được 15 phút. Ok, cái cảm biến nó nhạy quá. Mình bấm dừng quay phim. Ok, mình kiểm tra thân máy. Chỉ hơi ấm thôi các bạn ơi. Thân máy chỉ hơi ấm thôi. Còn pin bên dưới thì mát nha. Rồi cái bụng pin thì không thấy nóng. Motor mát lạnh luôn, không có vấn đề gì cả. Đó, pin còn một vạch này. Này, cái camera của nó thể xoay dọc được này. Đó, xoay dọc để quay TikTok này. Quay khung hình đứng nha. Đó, các bạn thấy phê chưa? Đó, ban nãy trong quá trình bay mình quên mất cái chức năng này. Vâng, vậy là tóm tắt lại là con Mini 3 Pro này đã bay được quãng đường là 5 km đi và 5 km về. Lượt đi là Normal Mode, pin còn 68%. Và lượt về bay Sport Mode, tốc độ là 58 km/h. Và khi về đến nhà là pin còn 22%. Và quay 4K suốt dọc đường. Đó. Chất lượng video thì có thể là do thời tiết. Ồ, bây giờ mặt trời nó hơi lú ra một chút rồi kìa. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thú vị với con Mini 3 Pro này thì hãy bấm vào phần mô tả của video để liên hệ với shop DJI và đặt hàng cho mình một con. Vâng, con này có hai bản. Một bản là có tay cầm, có màn hình, và một bản là tay cầm bình thường, không có màn hình. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Yeah. Vâng, hôm nay là ngày 18 tháng 5. Vâng, hôm nay là sinh nhật của tôi các bạn ơi. Sinh nhật của tôi. Vâng, tôi sinh năm 1969. Đó, và nay là bao nhiêu? 53 tuổi các bạn. Đó, 18 tháng 5 nha các bạn. Sinh nhật vui vẻ. Happy birthday.